nó không phải là Phật rồi. Như vậy thì Phật ngồi cũng Phật, đi cũng Phật, nói đứng đều là Phật hết trơn, phải không? Chứ không phải nói ngồi mới Phật. Cũng như mình bây giờ là thầy tu, thì lúc ngồi mới thầy tu, hay là đi đứng nào ngồi cũng là thầy tu, phải không? Nếu nói vô chùa thấy quý thầy quý cô ngồi thiền, nó quý cô tu đó, lát nữa quý thầy quý cô xả thiền lúc đó có tu không? Có tu không? Cũng là tu chứ có gì, phải không? Dù cho ngồi hay là đi, bất cứ hành động nào cũng đều ở trong cái tu. Thì cũng vậy, Đức Phật ở trong hành động nào cũng là Phật, thì chúng ta ở hành động nào cũng là tu. Nếu lấy một cái hành động gọi đó là tu á, thì sai rồi, phải không? Bởi vậy cho nên Ngài mới nói ngồi nó không phải là Phật. Nên đây Ngài nói thêm, Phật không có tướng nhất định, không có tướng nhất định là nằm, là ngồi, là gì hết. Đối với Pháp không trụ, chẳng nên thủ xả. Đối với tất cả Pháp không trụ, không nên thủ xả. Thì đó là cái tinh thần Phật. Người nếu ngồi Phật, người nếu ngồi Phật tức là giết Phật. Nếu chấp cứ ngồi chẳng đạt ý kia. Nếu nói ngồi Phật tức giết Phật, tức là nói ngồi là Phật, thì khi Phật đi á là ai rồi, phải không? Như vậy đó là đã giết Phật. Như vậy thì tóm lại ý Ngài muốn nêu lên cho chúng ta hiểu rằng tu đừng có chấp một cái hình thức nào gọi là cố định hết. Khi cái duyên cần thiết thì chúng ta thực hiện hành động đó. Ví dụ như bây giờ cái hoàn cảnh cái người tu ở đây, thì chúng ta tu muốn cho tâm được sớm yên thì phải dứt được cái duyên bên ngoài. Muốn dứt duyên bên ngoài mà nếu nằm ở trên giường mà dứt thì sao? Nằm lăn qua trở lại cái ngang phò phò dứt được không? Đó thì cái đó nó không ổn rồi. Còn nếu đi chơi ở ngoài vườn thông để dứt thì dễ không? Đi gọi mình buồn quá cái kêu bên này bên kia lại thì nói chuyện, rồi chuyện năm trên năm dưới kể hồi thì dứt được không? Cũng dứt không được. Thôi thì tốt hơn thì muốn dứt nó sớm thì vô ngồi nghiêm chỉnh nó xuống thì không có cái chuyện gì rối rắm, phải không? Dứt nó mau. Thì đó là cái phương tiện chứ không phải là cứu kính. Chứ nếu nói ngồi thiền là cứu kính đó là sai, nhưng mà nó là phương tiện. Cho nên chư tổ sau này nói trong bốn quay nghi đều là tu, chứ không phải chỉ riêng một quay nghi nào. Nhưng mà trong bốn quay nghi đó, tọa thiền là thù thắng hơn hết. Vì vậy cho nên mình lấy cái thù thắng đó mình ứng dụng. Hiểu vậy cho để đời mai kia có một hai sư nào đó nói tại sao mà tổ đã quở ngồi thiền mà ở đây thầy chủ trương ngồi thiền, phải không? Làm như vậy là trái ý tổ rồi. Nói thì nghe hay đó, nhưng mà nếu không ngồi thiền thì e rằng đi nói dốc riết và tán tâm loạn tưởng, nó thêm bệnh chứ không có lợi gì. Đó là tôi nói cho quý vị thấy cái ý nghĩa mài gặt ở đây đó. Như vậy thì lưỡng đan gạch ngói uổng công mài, tức là mài ngói mài gạch để làm gương thì đó là việc uổng công. Bảo anh thôi chớ nương cửa khác, nghĩa là bảo anh đừng có tới nhà người mà trông chờ người ta chỉ, trông chờ người ta dạy mình. Một điểm ánh xuân chốn chốn qua, chỉ cần một cái điểm sáng của mùa xuân nó đến thì tất cả hoa đều nở, phải không? Nghĩa là hoa nó đã sẵn, có cái mầm ở trong cái
chỉ cần có một ánh nắng mùa xuân chiếu tới thì nó nở rộ ra thôi, chứ không có gì hết. Chứ đừng có tìm kiếm ở đâu. Như vậy thì hoa nó nở là tự nó có sẵn trên mầm ở trong cái thân nó, phải không? Bởi nó có cái mầm sẵn cho nên gặp một điểm mùa xuân, ánh nắng mùa xuân chiếu đến thì nó liền nở rộ. Cũng như vậy, nơi chúng ta ai cũng có cái mầm giác sẵn rồi, chỉ cần một thời cơ tốt, thuận tiện đến thì chúng ta liền thấy cái mầm giác nó cỡ hoa, hoa giác nở liền, phải không? Chứ không phải ở đâu, đừng kiếm, đừng tìm, đừng trông chờ ở bên ngoài. Đó, bây giờ một bài kế. Chợ khứng tức là nói việc của Ngài. Trong nhà ngồi thẳng, lặng không lời, nhàn ngắm côn luân mảnh khói trôi, đến khi nghe nhọc tâm liền bạc, chẳng phiền nhiếp niệm, chẳng cần thiền. Thì nói rằng một hôm Ngài ngồi ở trong nhà của Ngài, lưng thẳng yên lặng, thì nhìn ở ngoài cái ngọn núi Côn Luân. Ngọn núi Côn Luân ở bên Trung Hoa cũng có ngọn núi Côn Luân, ở Việt Nam mình thì có cái ngọn núi Côn Luân. Ngọn núi đó nó từ phía nam Trung Quốc chạy qua Cao Bằng đến tỉnh Thái Nguyên ở Việt Nam thì nó mới dứt, thì gọi ngọn núi là ngọn núi Côn Luân. Có lẽ cái quê hương này ở cũng gần cái vùng Thái Nguyên Cao Bằng, cho nên Ngài mới thấy ngọn núi Côn Luân. Ở trên đó có một vài mảnh khói à, thì mình ở đây có ngọn núi gì à, hoài phục đó. Bữa nào mấy đứa ngồi ngắm cái ngọn núi đó ngồi cái rồi sao, đến khi nghe nhập tâm liền bạc, chẳng phiền nhiếp niệm, chẳng cần thiền, rồi cái nó lặng bạc hết thì khỏi nói thiền, khỏi nói nhiếp niệm gì, phải không? Đó, thì đó là cái hứng của Ngài ngồi trong nhà nhìn ngọn núi, rồi bỗng nhiên tâm nó lặng lẽ, không còn niệm khởi, không còn một cái dụng công nào hết, cho nên nói là không thiền nhiếp niệm, chẳng cần thiền là vậy. Bởi vì khi mà chúng ta ngồi ngay thẳng, có cái thế kiết già vân vân thì người ta gọi là ngồi thiền. Rồi niệm khởi chúng ta buông, chúng ta biết nó là vọng, đừng theo vân vân, thì lúc đó là lúc nhiếp niệm. Và nếu một phút giây nào mình ngồi mình nhìn trời, nhìn mây, bỗng dưng tâm mình nó cũng dứt hết niệm. Mà dứt hết niệm thì lúc đó có nhiếp niệm không? Mà dứt hết niệm thì mình ngồi thản nhiên, tự tại thì đâu có nói mình ngồi thiền, phải không? Cho nên nói cũng không cần nhiếp niệm, cũng không cần thiền, mà có thiền chưa? Đó là cái chả thính của Ngài. Bây giờ tới cõi tùng đái khe. Rất thích tùng xanh trầm mấy niên, chớ than thế đất khiến tùng nghiêng, cột rường chưa dụng người đừng lạ, cỏ nội qua ngàn mắt hiện tiền. Thì đây nó lãnh, vừa là nói cây tùng mà cũng vừa là nói Ngài. Nó lãnh cái dụ và cái pháp nó lẫn với nhau. Rất thích tùng xanh trồng mấy niên, thấy Ngài thích tùng lắm, trồng mấy năm rồi mới trồng được cái tùng này. Thì cái tùng này chớ than thế đất khiến tùng nghiêng, đừng có trách, đừng có buồn, nói cái đất mình nó nghiêng cho nên tùng trồng cái tùng nó nghiêng.
này quý vị thấy cái gì? Cây tùng đó là hiện thân của Ngài, là thế đất đó, là cái hoàn cảnh xã hội cái thời đó. Bởi vì tùng nghiêng cho nên mới thấy bóng ở dưới khạc khe, cho nên cái tùng thẳng khó thấy bóng đó, phải không? Tùng nghiêng cho nên thấy bóng ở dưới khe. Bây giờ cột giường chưa dựng, người đình lạ chưa dụng người đình lạ. Thường thường mấy cái thông tùng, tức là cái thông đó, mà thông thì khi nó già thì ta làm gì? Cưa làm gỗ như cái nhà khách của mình đó, chứ nhà tăng dưới kia đó thì làm rương, làm cột đủ thứ hết. Nhưng mà cây này chưa có cưa, chưa có làm rường, làm cột. Nhưng quý vị đừng có lạ tưởng nó là vô ích. Cái ý đó, đừng thấy cây tùng này chưa có cưa ra làm cột, làm kèo, làm đòn tay, quý vị cho rằng cây tùng này vô ích. Tại sao? Cỏ nội qua ngàn, mắt hiện tiền. Tuy nhiên cây tùng chưa dùng được, nhưng mà trước cây tùng, nào là cỏ nổi, nào là hoa ngàn, nó đầy dẫy cả trước mắt. Thì như vậy, thì câu này muốn nói ý gì? Muốn nói rằng, tuy nhiên khi ở trong hoàn cảnh Ngài chưa có thi thố được cái khả năng, cái tài ba của mình để mà giúp đời, nhưng mà đối với Ngài thì trước mắt đều là cái cảnh chân thật hiện tiền. Trước mắt là cái tất cả đều là trên hết, chứ không có gì lạ. Như vậy thì cỏ nội qua ngàn, cỏ nội là cỏ ở đâu? Cỏ nội tức là cỏ ngoài đồng. Qua ngàn là qua ở đâu? Qua ngàn là qua ở đâu? Chữ ngàn đây là chữ ngạn đó, là bờ. Bờ qua đồng cỏ chứ không có gì. Ta quen với cỏ nội mấy ngàn. Như vậy thì tất cả những cái sự vật chung quanh đều là cái chân thật, nó hiện tiền. Như vậy thì cái bài này, ý Ngài muốn nói rằng đời của Ngài giống như là cây thông vậy đó. Cây thông, giống cái thông sao? Nó là trồng đã mấy năm rồi, nó được xanh tươi, nhưng mà vì nó ở gần bờ suối cho nên nó hơi nghiêng, thế đất nghiêng cho nên nó mới ngã tàn xuống dưới bờ suối. Nhìn dưới cái lòng suối thấy được cái tùng, phải không? Cho nên nó cội tùng đáy khe đó. Nhìn dưới lòng suối thấy được cây tùng. Như vậy thì cây tùng này chưa có đem ra dùng cho người, cho xã hội, nhưng mà trước mắt nó toàn là cảnh đẹp, cỏ nổi, hoa ngàn hiện tiền, chứ không có thiếu, không có vắng. Thì như vậy để thấy rằng, tuy nhiên đời của Ngài chưa làm được những cái gì nhiều cho thiên hạ, nhưng mà với Ngài thì cái chân thật nó hiện tiền. Đó là cái ý nghĩa của bài này. Tới bài xuất trần. Đã từng vật dục khiến lao đao, buông hết trần ai thoát khỏi nào. Bên ấy thõng tai siêu Phật tổ, một lần phủi vũ trắng phao phao. Bài này thì nghe mạnh mẽ. Xuất trần thì ra khỏi cái gì? Chữ trần có nghĩa là bụi, mà mình thường nói ở thế gian là cái cõi hồng trần, phải không? Cái cõi bụi mù.
bây giờ ra khỏi, muốn ra khỏi bụi mù thì phải làm sao? Thì trước hết câu đầu là nói đã từng vật dục khiến lao đao. Vật dục là sao? Tức là đã từng bị đuổi theo vật chất mà khiến cho thân này nó nhọc nhằn, nó khổ sở, phải không? Bây giờ buông hết trần ai, thoát khỏi nào, thôi thì tất cả trần ai đó buông sạch đi, nhảy cho khỏi nó đi, đừng có dính nữa. Đó. Nghĩa là vì bao nhiêu năm rồi mình bị cái vật dục của thế gian mà khiến cho mình phải lao tâm khổ tứ, thì bây giờ buông hết nó để thoát ra, thử coi làm sao, dám buông chưa? À, bây giờ bên ấy thẩm tai siêu Phật tổ, bên ấy là bên nào? Tức là bên bờ kia đó, buông thẩm tai, nghĩa là không cần bám, không cần nắm chặt cái nạp dịnh gì hết, buông thấm tay, nhảy lên cái thì qua được cái bờ Phật tổ rồi. Một lần phủi vũ trắng phao phao. Nghĩa là phủi vũ đây là dịch chữ đẩu tẩu. Đẩu tẩu là tiếng Phạn, dịch dễ hiểu là phủi vũ. Nghĩa là khi cái áo dơ muốn cho nó sạch, mình phủi vũ nó, hoặc là mình giặt vũ nó, thì giặt nó thì nó trắng nè, dò cho nó bị dơ đóng bụi bặm, nhưng một lần giặt nó thì nó trắng liền. Đó là để nói cái ý, cái người đã thức tỉnh, sống trong cõi đời, chịu bao nhiêu cái khổ sở, cái nhọc nhằn, bởi vì chạy theo cái lực dục thế gian. Bây giờ mình thức tỉnh, mình buông hết, mình thoát ra. Và khi buông hết thoát ra rồi thì mình nhảy một cái đến cái bờ Phật tổ liền. Như vậy thì bao nhiêu năm dơ dái bụi bặm, chỉ một lần giặt vũ là sạch bong, không còn dơ nữa. Khỏe quá, phải không? Quý vị giặt lần sạch chưa? Hay là sạch lợn lát cái mặt vô cái nó cũng dừa lại, thấy không? Rồi phải giặt nữa, giặt nhiều lần. Ở đây là Ngài muốn nói cái sức mạnh của những cái người tỉnh giác, quyết tâm. Một khi tỉnh giác, một khi quyết tâm, thì tất cả những cái gì nhờ bệnh có trần thế, nó không còn dính dấp gì nữa, mà con đường giác ngộ nhảy phóc thì tới nơi, không có khó khăn. Bây giờ tới một bài kế. Đạo lớn không có, tức là đây lấy cái ý của chữ đại đạo, chí đạo vô nan. Chí đạo vô nan là đạo lớn không có. Đạo lớn không khó, đừng bảo khó, quay đầu giữa não càng mịt mờ, đem tâm lại nhắm cầu tâm ấy, giống hệt cá con nhảy ngọn tre. Đạo lớn không khó, đừng bảo khó. Chỗ chí đạo đó, chỗ đó không phải là khó, cũng đừng bảo nó là khó. Nhưng mà cấm quay đầu chuyển não càng mờ mịt. Quay đầu chuyển não nghĩa là gì? Tức là khởi cái niệm tìm kiếm, khởi cái niệm tìm kiếm nó đó, thì càng tìm càng mờ mịt. Sao vậy? Bởi vì nó đang hiện tiền đây mà đi tìm á, thì quên cái hiện tiền, phải không? Do quên cái hiện tiền cho nên tìm suốt đời cũng không ra. Cái chuyện này là chuyện hết sức là giản đơn, mà nó cũng hết sức là khó khăn. Bởi vì ai nghe nói mình có tánh giác thì cũng đều mừng,
đều muốn tìm cho ra, thấy cho được, phải không? Muốn tìm cho ra tánh giác, muốn thấy cho được tánh giác. Nhưng mà than ôi, tìm thì không ra, thấy thì không thấy. Như vậy tìm suốt đời không ra, thấy nhìn hoài suốt kiếp không thấy, thì khó không? Là khó tại cái gì? Khó cái tìm và cái thấy. Thí dụ bây giờ mình có con mắt sáng, bây giờ nó làm sao mình thấy được mình không có mắt sáng? Tìm ra làm sao thấy được con mắt sáng của mình? Quý vị thử tìm ra. Mà muốn tìm thấy được con mắt sáng của mình có đau đau không? Có lận đận không? Bây giờ đơn giản làm sao nhìn thấy người này, nhìn thấy người kia, nhìn thấy vật này, vật nọ, biết mình có mắt sáng rồi. Thì có khổ không? Hai cái. Một cái thì hết sức là giản đơn, một cái thì khó khăn vô kể. Nếu mà muốn tìm cho ra biết mình có mắt sáng, phải nghe người khác nói anh này ảnh mù, anh không thấy gì hết, ảnh tối. Còn mình thì mình thấy này kia cho nên mình có con mắt sáng. Nghe nói mình có con mắt sáng, nó làm sao thấy được cái sáng của con mắt mình? Làm sao thấy được? Biết mình có mắt sáng, bây giờ làm sao thấy đây? Thì như vậy thì chỉ có cái đơn giản mù mà không thấy cái này, mà mình nhìn thấy thì mình sáng rồi, không có gì đâu, tìm chi nữa. Cho nên càng tìm nó là càng khổ, càng tìm là càng mờ mịt. Đó là lý hết sức là giản đơn, mà ai khéo thì nhận thấy liền, không có khó chút nào. Còn không khéo thì tức là thăm tìm suốt kiếp, nhọc nhằn, dũng công, không biết bao nhiêu cũng thấy. Đó là cái lý đặc biệt của nó. Bởi vậy cho nên quay đầu chuyển não càng mịt mờ. Cứ quay lại nhìn, sai lại nhìn, đừng phải là quay đầu chuyển não, nhìn để tìm càng thấy. Đó, bên đây mới dùng chữ đem tâm lại nhắm cầu tâm ấy. Đó, đem tâm mà tìm tâm thì làm sao mà tìm cho ra? Cho nên giống như con cá con mà muốn nhảy từ đầu ngọn tre vậy đó. Nhảy nổi không? Không bao giờ được hết. Thì đây là một cái chỗ, một lối chỉ rõ cho mình thấy cái tu. Đừng có khờ khạo, tốn công mà vô ích, mà phải khéo, phải tin một chút, nhận ra thì thấy, không nhận ra thì càng tìm càng kiếm càng khổ. Cho nên việc nó giản đơn trước mắt mà lại khởi công đi tìm thấy xa muôn dặm ngàn dặm tìm không ra. Đó, đó là cái ý nghĩa của bài này. Bây giờ tại bài kế tâm vương. Tâm vương là tâm gì? Tâm vua. Thì cái chỗ này tôi nói để cho quý vị khỏi hiểu lầm. Tâm vương này nó khác với duy thức học. Duy thức học thì có tâm vương đối với như vậy. Thì duy thức học thì chia ra tâm mình đơn giản thì có hai thứ, tâm vương và tâm sở. Tâm vương là cái tâm chủ, là tâm sở là cái tâm tình phần, tình bộ phận. Bây giờ cái gì gọi là tâm sở? Cái gì là tâm vương theo duy thức học? Để duy thức học đó, thì tâm vương nó có 8 thứ, tâm sở thì có bao nhiêu? 51 thứ tâm sở. À, tâm sở thì nói đại khái hồi xưa tao học thuộc lòng hết. Phẫn hận thú não tật sang cuốn xỉu hại kêu vân vân. Thì như vậy những cái đó thuộc tâm sở. Phẫn là nổi nóng lên,
hận là hờn, nổi nóng lên, đó là một tâm sở, hờn là một tâm sở. Rồi thì hại, khởi cái hại là một tâm sở, kiêu căng là một tâm sở, vân vân. Thì tâm sở có tới 51 thứ, mà tâm vương thì có 8 thứ. Nhãn thức tâm vương, nhĩ thức tâm vương, cho tới a lại gia thức tâm vương. Thì như vậy đó, tâm vương là chủ, mà tâm sở đó là những cái bộ phận, nói cái khác là những cái người bạn, những người ta sai từ cái chủ đó mà nó có. Ví dụ con mắt thấy sắc, người khởi cái niệm đắm nhiễm gọi là tham tâm sở. Rồi thấy cái sắc gì mà trái ý mình ghét thì đó là hận hay là hại vân vân, tùy chỗ mà nó có cái tên riêng. Thì như vậy chữ tâm vương này thì nó khác hơn cái tâm vương tâm sở trong duyên thức học. Tâm vương này tức là chỉ có cái tâm mà làm chủ, làm chúa tể của chúng ta. Cho nên tâm này thì phải hiểu cho đúng cái tinh thần của nó. Tâm vương không tướng, cũng không hình, mắt tở ly châu, vẫn chẳng minh. Muốn biết loại này trên diện mục, ha ha giữa ngọ là canh ba. Thì nghe nó khó chưa? Tâm vương không tướng cũng không hình. Nó, tâm vương là cái tâm chúa, cái tâm đó nó không có hình, nó không có tướng. Mà chính cái tâm vương này, nói theo luật tổ thì cái tâm vương đó là sao? Bản lai vô nhất vật, xưa nay không một vật, cho nên không có tướng, không có hình. Mắt tở ly châu vẫn chẳng minh, dầu cho người được con mắt sáng như hạt châu của con rồng, tức là châu, hạt châu dưới cầm của con rồng, vẫn không có thể thấy rõ được cái tâm vương này. Như vậy, muốn biết loại này trên diện mục, tức là cái mặt thật của cái tâm vương này ấy, thì phải làm sao? Ha ha giữa ngọ là canh ba. Thật là lạ lùng. Ha ha giữa ngọ tức là cười hả hả, đúng chưa là canh ba. Thì biết được cái nhiệm vụ của tâm này. Câu đó làm sao? Trái với lẽ thật. Bởi vì chúng ta lâu nay quen sống với cái nhìn mọi sự mọi vật theo cái hình tướng ở bên ngoài. Bởi theo hình tướng bên ngoài cho nên lúc nào cũng đuổi theo cái này vật kia, không bao giờ dừng được. Bây giờ cái tâm vương này là cái tâm không có hình tướng, không phải là những cái hiện tượng mắt có thể thấy, tai có thể sờ mó được, nó không phải những cái đó. Mà cái tâm vương này là cái thể hằng hữu, không có tướng mạo. Bởi vậy cho nên mình muốn thấy được cái tâm vương này, đó là một ngôn ngữ nói, thì nhận ra cái tâm vương này thì phải quay ngược trở lại, đừng có kẹt tất cả cái hình tướng. Quay ngược trở lại, đừng mắc kẹt tất cả cái hình tướng thì mới nhận ra nó. Còn nếu còn kẹt bất cứ hình tướng nào thì không bao giờ nhận ra nó hết. Như vậy thì ai khéo thức tỉnh cười nhận ra rằng tất cả cái hình tướng đó nó không phải là lẽ thật, mà lẽ thật là cái thoát ra ngoài tất cả hình tướng, cho nên mới nói bản lai vô nhất vật. Như vậy thì
mà muốn nhìn ngược trở lại. Bởi vì mình quen nhìn cái hình tướng, mà hình tướng là bên ngoài, mà nhìn ngược trở lại, tức là xoay trở ngược lại bên trong, thì giống cũng như là giữa mợ là 12 giờ trưa, mà thấy nhìn lại 12 giờ đêm, nghĩa là ngay cái sáng mà thấy được cái tối, ngay nơi cái có mà đạt được cái lý không, thì như vậy đó mới được. Chứ còn nếu mình mắc kẹt ở cái hình thức ở bên ngoài á, thì không bao giờ thấy được nó. Cho nên ý Ngài muốn chỉ cho chúng ta, muốn nhận ra được cái tâm vương thực của mình, cái tâm mà bất sanh bất diệt đó, thì phải có cái khả năng nhìn ngược lại. Mà ngược lại thì ví dụ đang trưa mà thấy canh ba, đó là thấy ngược lại thì mình có thể thấy được. Bây giờ chúng ta thấy thuận là thấy nghịch, thấy ngược là thấy xuôi, xuôi dòng không phải không, thống ra mà nếu nói thấy là có cái gì mới thấy, phải không? Nó không có cái gì là không bao giờ thấy. Mà cái thể chân thật này không phải là có hình tướng, mà làm sao mình thấy, đợi có cái hình tướng mới thấy. Như vậy thì chờ có hình tướng mới thấy là cái thấy đó nó không bao giờ thấy được. Cho nên phải từ hình tướng mà thấy ngược lại không hình tướng, nhận ra được nơi cái không hình tướng đó mới gọi, mới nhận ra được cái tâm vương. Bởi vậy cho nên nói giữa trưa là kinh tâm đó, đó là nhìn ngược lại. Rồi tới bài kế là thả trâu. Chợ thứng non quy được bản thân, đồng quan cam nhận kẻ một đồng. Quốc vương ơn đức rộng như bể, tùy phận đôi phần nước cỏ xuân. Chợ khứng non quy được bản thân, nghĩa là rất thích mình được làm bản thân ở núi quy. Như vậy thì bản thân núi quy là bản thân với ai? Quy Sơn, mà Quy Sơn ông thầy nào? Ông thầy Đại An chứ không phải ông thầy Linh Hữu. Được làm bản thân với ông thầy Đại An ở Nông Quy. Tại sao vậy? Vì vì ngài Đại An, ngài nói ngài ở Nông Quy 30 năm mà ngài không có làm tất cả những chuyện của Nông Quy, mà chỉ chăm một con trâu, phải không? Đó. Vì vậy cho nên ở đây ngài nói chợ thứng Nông Quy được bản thân, tức là làm bản thân chăm trâu với ngài Đại An. Đồng quan cam nhận kẻ một đồng đó. Rồi làm cái người chăn trâu ở ngoài cái đồng quan Như vậy thì hai câu này ngài muốn diễn tả rằng ngài là người bạn với tổ đại an ở Nông Quy để chăn trâu, làm một đồng chăn trâu. Như vậy thì người bạn đó là người bạn và tốt và làm sao là bạn đại thiền sư, thấy không? Đó. Ngài Đại An đã khéo chăm con trâu, từ con trâu đen trở thành trâu trắng, rồi cho đến ở sờ trước mặt đuổi không đi, vân vân, phải không? Thì ở đây ngài cũng vậy, như là từ một cái con trâu đen thành trâu trắng, rồi cũng sờ trước mặt đuổi không đi. Đó, vì vậy cho nên là bản thân không thua không kém nhau. Nó trâu nó thả đâu? Thả ngoài đồng quan. Quá
vương ân đức rộng như bể, tùy phận đôi thành nước cỏ xuân. Nghĩa là đất nước của quốc vương nhiều, lớn, rộng như biển. Trâu ăn được quá hết, thấy không? Vì vậy nên trâu đó thôi tùy phận của mình, ăn từng thành phần cỏ nước ít ít vậy, sống thôi. Như vậy là sao? Nghĩa là ngài chăn trâu đúng cái tinh thần của một thiền sư trong người một chăn trâu đó. Mà bây giờ đất nước của quốc vương thì rộng mênh mông, mình chỉ dùng một đôi phần mà được nuôi con trâu an ổn, thì đó là để nói lên rằng cái ngài là cái người chăn trâu, nhưng mà ngài chăn trâu, người chăn trâu này chỉ tùy duyên tùy phận hưởng một chút ít của quốc vương thủy thổ nuôi sống con trâu thôi, chứ không có dám thụ hưởng nhiều. Đó là để nói sống tùy duyên tùy phận, không đòi hỏi, không có tham lam, không có mong muốn nhiều, để tất cả thời giờ lại lo chăm trâu, phải không? Còn mình bây giờ sao? Chăn trâu thì chăn, mà muốn nai lùa cánh đồng này, mốt đuổi cánh đồng nọ, thấy không? Ăn hết cái gì trong nước có, mình muốn lùa trâu mình hết, lùa trâu mình tới để ăn hết. Thì mình ăn đó là ăn có tham không? Chăn trâu mà còn tham lam quá, phải không? Đó. Như vậy thì bắt ở một chỗ cho ăn ít ít, sống đạm bạc, để chăn trâu đó là đúng từ thằng này không? Chứ còn không thì cứ lùa đi chỗ này, đuổi đi chỗ kia, làm cho hư cỏ, làm cho đục nước của thiên hạ trên, phải không? Làm sao mà chăn cho được? Cho nên thôi tùy phận, tùy phận, ăn chút ít, nuôi chút ít gì đủ rồi, phải không? Nghĩa làm sao con trâu thuần thục, đó là hay. Đó, đó là biết chăn trâu đó. Hiểu cái ý này mới thấy cái chăn trâu là hay. Bây giờ tới đề tịnh xá. Bước đến cổng chùa chặt phút giây, chữa phút giây, dọc ngang kệ tụng viết xong ngay. Năm sang ngọn bút sao sắc lắm, và cõi Như Lai chẳng thế này. Thì đây là cái ngày Tết, ngày đến tịnh xá, tức là tịnh xá phước đường đó. Mới tới cổng chùa chưa có bao lâu mà ngài đã viết xong cái bài thơ khai bút Tết đó, bài thơ khai bút. Cho nên dọc ngang kể tụng viết xong ngang.